Hai anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh Mua Bằng Nhãn Thỏ. Thì video ngày hôm nay mình sẽ review và giới thiệu cho anh em một cái con đàn ngỗ cổ mấn đến từ thương hiệu Xiaomi Yili. Nó có mã là ENLI D09EL. Thì cái con đàn ngỗ cổ mấn đây thì mình xài một thời gian cũng khá là lâu nha anh em. Mình thấy nó khá là chất lượng và nó rất là tiện lợi, nên mình hôm nay mình đem ra mình review và giới thiệu chi tiết cho anh em xem nha. Thì cái vỏ hộp nó hơi cũ nha anh em. Đây. Thì mình xài khá là lâu đó nên nó hơi cũ á. Thì đây là cái hình ảnh mình quạt của nó này. Đây. Đây là cái thông tin thương hiệu Yili anh em. Thì Yili là một cái thương hiệu con của Xiaomi nha anh em. Bên đây là cái mỏ này, những cái thông tin này. Cái mỏ là ENLI D09EL này. Cái điện ốp nó là 220V nha anh em. Công suất nó là 0.4W này. Đó. Là những cái thông tin của nó nha anh em. Thì cái con đàn ngỗ đây nó có cái tầm gió tầm cỡ 80 đến 90 coin nha anh em. Nó được bán trên Lazada, Shopee, Tiki gì đó. Thì mình cũng để cái đường link sản phẩm này dưới phần mô tả nha. Anh em nào quan tâm thì nhấp vô xem tham khảo nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ khui cái vỏ hộp đây ra cho em xem nha. Đó. Đây anh em. Đây. Đó, màu trắng khá là đẹp nha anh em. Đây. Đây là cái thông tin cái logo thương hiệu Yili của nó này. Đây, cái đàn nó nằm ở đây nha anh em. Trong đây nó có miếng bị khuyết ở trong đây nha. Đó, nhìn rất là đẹp nha anh em. Đây, đây là những cái thông tin này. Đây là thương hiệu Yili này, cái mỏ của nó này. Điện ốp 220V này, công suất 0.4W này nha anh em. Cái chất liệu nhựa của nó mình thấy nó thiết kế rất là hoàn thiện, rất là chắc chắn, rất là tốt nha. Đây này là cái nút bấm của nó này. Nút bấm anh em bấm cho nó sáng này. Đó. Đây là cái củ cắm này. Thì mình sẽ nói những cái đặc điểm của cái con đàn ngủ này nha. Thì cái con đàn ngủ đây thì so với một số đàn trên thị trường á, thì cái con đàn ngủ đây nó không sử dụng pin nha anh em. Thì anh em cắm trực tiếp vô cổ điện 220V đó, anh em xài nó rất là tiện lợi nha. Đó, anh em cầm chỉ cần anh cầm và anh em cắm vô trực tiếp thôi, rất là tiện lợi luôn á, khỏi cần sử dụng pin. Thì nó thiết kế thì nó hình chữ nhật này, và nó cũng rất là nhỏ gọn nha, làm ra bàn tay của mình nha anh em. Hình chữ nhật nha, bao được bo tròn và chủ độ là cái tâm màu trắng, giúp cái đàn tỏa năng thanh lịch và cuốn hút nha, rất là đẹp nha anh em. Cái nhiệt độ màu nó cho ra đó, thì anh em cái đàn đó thì nó 2500 coin nha, thì nó không cũng không quá sáng và cũng không quá tối nha. Bây giờ mình sẽ cắm đàn vô cho anh em xem nha. Đây nè, đây mình có một ổ cắm này, bây giờ mình sẽ cắm vô cho anh em xem nha. Đó, nó sáng nè, nó sáng một vòng khá là đẹp nha anh em. Thì nó tự nó tát nha, nó là nó đàn cổ mấn nha, nên hiện tại nó đang là không gian nó rất là sáng này, nên nó tự tát nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tát đàn thì nó sẽ tự sáng lên nè. Đó anh em. Đó, mình đã tát đàn nên bây giờ nó đã tự sáng lên này. Đó, ánh sáng nói chung là cũng vừa phải nha. Đó, rất là đẹp nha anh em. Ánh sáng màu vàng này. Đó, bây giờ mình sẽ bật đàn lên này, nó sẽ tự tát nha. Đó, đàn nó đã tự tát nha anh em. Đó, nó thiết kế nói chung là cái kiểu của món nó thì rất là tiện lợi nha. Bây giờ mình sẽ tát đàn nha, tát đàn nha. Đó, tát đàn thì nó sẽ tự xóa nha anh em. Đó, cái ánh xóa nói chung là cũng không quá sáng và cũng không quá tối. Đó, cái màu ánh xóa màu vàng thì khá là đẹp luôn á. Thì anh em nếu mà anh em muốn xóa thì anh em bật này, đó bật này nó tự xóa nha. Đó, anh em có thể tát này, bấm anh tát này. Đó, anh em không cần xè tới cái chế độ cảm ứng á. Đây. Đó. Đó, rất là tiện lợi nha anh em. Thì vừa rồi mình đã review và giới thiệu cho anh em cái con đàn ngỗ cảm ứng Xiaomi Yili này. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì đừng link mình để dưới phần mô tả nha. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nếu anh em thấy mình chia sẻ hữu ích cho anh em thì đừng quên like, share và đăng ký kênh. Anh em nào muốn mình review cái sản phẩm nào thì anh em nhớ comment dưới video. Mình sẽ sớm mua gì và review cho anh em. Còn bây giờ thì bye anh em. Bye.